Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Chào anh Huyền Linh ạ. Chào, chào chị Cát Tường ạ. Chào mọi người trong trường quay. Em tên là Đào Thanh Trung ạ. Năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại quận 9. Làm gì hả Trung? Dạ, công việc của em là team leader, là quản lý team ạ. Quản lý team được bao nhiêu người? Dạ, 15 người, khoảng 15 người. 15 người. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào mọi người, với anh Linh, với chị Tường, với các anh chị đồng nghiệp. Em tên là Ngô Thị Xuân Mỹ. Em 29 tuổi, hiện tại công việc là chuyên viên xử lý hợp đồng vay. Em ở trọ ở quận 6, nhà em ở La Ghi, Bình Thuận. Rồi, thế ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là nhiệt tình, độc lập. Đặc biệt là em thích tham gia các chương trình từ thiện. À, tốt dạ. Quá. Nhược điểm là hồi xưa em nóng lắm, nhưng mà giờ em hết nóng, em chuyển qua càm. Càm ràm á hả? Càm nhưng ít là càm, nói xíu xong rồi có người nói lại em là em im. À, dạ. Nếu như mình biết được những cái khuyết điểm của mình thì mình sẽ hạn chế lại được. Dạ, dạ đúng rồi. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em không có hút thuốc, không nhậu nhẹt. Em thích chơi thể thao. Trong công việc hay là gì thì nói chung là em là người sống rất là có trách nhiệm. Về nhược điểm của em là hơi nhút nhát. Em rất là sợ độ cao với lại sợ nước. Sợ nước hả? Dạ. Nước cũng sợ mà độ cao cũng sợ. Vậy có thì cái gì em không sợ? Mấy lần? Dạ không, đó là sợ nước, ví dụ như là ra biển hay là sông hồ gì đó mới sợ. Chứ tắm trong nhà là tắm thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Tưởng đâu sợ nước là không tắm luôn chứ. Rồi, bây giờ mình nói chút về tình trường đi bạn. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình rồi ạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, mối tình gần đây nhất là cách đây cũng hơn 2 năm rồi ạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ, hồi đó thì em mới đi làm. Chắc là do em cũng ít quan tâm đến bạn đó nên chia tay. Quan tâm đó ha. Thật sự mà quen một người nào đó mà không quan tâm đến người ta thì người ta cũng sẽ ra đi thôi. Phải thật là quan tâm nha bạn nha. Rút kinh nghiệm ha, phải tâm chăm sóc bạn gái nhiều hơn nữa mới được. Rồi, tình trường em sao? Em thì trước giờ chưa có cái mối tình nào là đúng hết. Đúng là kiểu như là nói chuyện xong rồi thôi. Có nghĩa là chưa có một mối tình chính thức nào hết. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thường thì em cũng thích bạn trai đó độc lập. Ngoại hình thì cao 1m62 trở lên, cao hơn em xíu. Mập hơn em xíu cũng được. Không hút thuốc. Bên chưa kia. Có vợ lần nào nha. Em có vợ lần nào chưa? Dạ chưa. Rồi đúng không? Dạ. Rồi, em có hút thuốc không? Dạ, em cực kỳ ghét người hút thuốc luôn. Rồi, quá tốt. Hay quá. Còn bạn trai mình thì sao? Cái tiêu chí của mình tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, em mong những người bạn nữ là biết suy nghĩ, biết trên, biết dưới, với lại biết lo cho cuộc sống sau này. Phụ nữ nào cũng biết suy nghĩ, cũng biết lo hết trơn á. Cái nào khó hơn chút xíu đi. Về ngoại hình thì ưa nhìn một tí. Ưa nhìn. Cao từ 1m58 trở lên. Phụ nữ nào nhìn cũng dễ thương hết. Bên này cao. Anh coi cô gái bên đây. Ô, dễ thương quá. Chào em. Chàng trai bên đây hiền lắm em, gương mặt rất phúc hậu. Nhưng mà em nghe anh nói ít nói, thường em cũng ít nói. Ồ, ít nói, chứ không phải là ít làm. Em trúng đài, em nhiều lắm, nói nhiều lắm á. Em nói nhiều dạ. Hả? Anh bên đây có thể chịu đựng được, có thể kiên nhẫn ngồi nghe em nói. Đúng không em trai? Dạ, đúng rồi. Nếu như bên đây mà đồng ý á, thì em cho thời gian là khoảng bao lâu thì anh ta có thể bước tới được? Chắc em phải hơn 6 tháng thôi. Hơn 6 tháng gì dạ, được? Hơn 6 tháng nào. Bên đàn trai là ok lắm á. Em Linh ok đúng không? Ok, nghe lời anh đi dạ. Anh là đánh giá người không có sai đâu nha. Đàn gái cũng đẹp đó nha. Nhưng mà 6 tháng thôi, nhà trai chuẩn bị kịp không? Kịp. Dạ kịp đó chị. Thấy tại nói chung bố mẹ em cũng mong em là cưới vợ lắm rồi. Được dạ, ha, sáng sủa ha, lịch sự. Rất men, tướng tài bắp xô ha. Này chắc có 6 múi luôn rồi, đừng giỡn, tôi nhìn hay lắm. Có chơi thể thao hả em? Dạ, em có chơi chơi gym, đá bóng. Đó, biết ngay mà nhìn cơ bắp quá trời mà. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? Đừng có nhuộm tóc mà nhuộm màu màu đậm quá thì em không có thích lắm. Trời ơi, ta làm nhuộm tóc thì để cho đẹp thôi chứ không, có cái nhuộm gì vừa đâu. Vừa đó chị. Rồi sơn móng tay, móng chân đồ được không? Trang điểm đồ được không? Dạ, cái đó là bình thường mà chị. Cái đó là quyền làm đẹp của mỗi người bình thường. Rồi, thôi được rồi, cặp này được. Anh Linh nói đúng đó, cặp này gả nhau được nè. Rồi. Bây giờ mình hỏi thăm khảo sát ý kiến người thân coi sao nha. Hôm nay em gái đi với ai? Em đi với em gái với chị đồng nghiệp. Rồi, đây. Em gái ruột hả em? Dạ, em gái Út. Rồi, chào em Út. Dạ, em xin chào anh Linh, Quỳnh Linh với lại chị Cát Tường, với tất cả các bạn khán giả. Chào anh ạ. Dạ, nhận xét sơ bộ thì em thấy anh rất là được ạ. Còn về phía chị em thì em chỉ thấy chị chỉ có một cái tính không được thôi, đó là đúng là chị hay nhăn.
Nhưng mà bây giờ cũng, tức là mọi người góp ý thì chị cũng đã cải thiện được rồi. Anh trai thì em thấy ổn. Anh thấy rất ok. Anh có lãng mạn không anh? Lãng mạn, như cái đó là một điểm yếu của anh. Anh không có lãng mạn lắm. Anh có biết hát không anh? Hát thử một hát đoạn câu đi đó. Cho bà em gái nghe ta... thuyết phục em gái trước đi. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu xin em chớ quên. Hay rồi. Sao gái? Dạ, con kết luận là bấm nút đi chị. Bấm nút đi chị. Ngày xưa ta nói là ông bà đi coi mắt, cha mẹ coi mắt. Bây giờ muốn qua được cái cửa ải em gái là khó lắm á. Giờ em gái thì coi mắt luôn á. Rồi, cảm ơn cưng. Em mong hai anh chị sẽ có kết thúc rất là đẹp ạ. Rồi, dễ thương quá em gái. Rồi, hôm nay bên nhà trai mình đi với ai nè? Dạ, em đi với em gái ruột của em. Cũng em gái ruột luôn. Rồi. Chào em. Dạ, em chào MC Huyền Linh và chị Cát Tường và các quý vị ở đây ạ. Lần đầu thì em xin đính chính lại là anh hai của em năm nay 31 tuổi, chứ không phải là 29. À, sao kỳ vậy? Bởi vì năm sinh thật của ảnh là ảnh sinh năm 87, nhưng mà trên giấy tờ là sinh năm 89. Dạ. Anh em thì rất là hiền, ít nói, nhưng mà khi nào mà trúng đài thì mới nói, sống rất là nội tâm. Và chị bên này thì em thấy là chị bên này dễ thương, có thể trị được anh em. Anh của em kiểu như là rất là nhát và hơi, và cái cuộc sống bên ngoài thì hơi rụt rè, nên là em mong là chị sẽ giúp ảnh là vượt qua những cái cản trở bên ngoài. Và hai người đến đây thì cũng có cái duyên rồi, nên là em nghĩ hai người nên cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau ạ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ ta kể rào cho gặp mặt nha. Mở hàng rào. Anh chào em. Chào em. Dạ, em lần đầu gặp cho. Mặt thì anh có quà tặng cho. Dạ rồi, em cảm ơn. Cái này em tặng anh. Sẵn có một cái thỏa thuận này thì em đọc lên thử nha. Thỏa thuận hả em hả? Ủa? Đọc đi em. Đọc đọc đôi quy lên em. Cái này là thỏa thuận tìm hiểu hả chị? Anh đọc cho nó hấp dẫn thôi. Cái này hay nè. Tức là khi chúng ta yêu nhau, chúng ta phải có một cái thỏa thuận tìm hiểu. Cái là do em đề ra đó hả? Dạ. Hay quá ta. Mức phạt được áp dụng cho cả hai. Ưu tiên nam. Trời ơi, phạt ưu tiên nam. Trường hợp đặc biệt sẽ xử lý cụ thể. Thứ nhất là không hỏi han, quan tâm đối phương, phạt 50 ngàn. Có chuyện vui, không vui mà giấu giếm, không kể cho đối phương nghe, phạt 50 ngàn nữa. Hai. Im lặng đột ngột, mất liên lạc theo cách chủ quan đó, một ngày mà không gọi điện, không có này kia, phạt 200 ngàn. Trời ơi, dữ vậy hả? Ồ, phạt cao vậy. Tâm sự với người lạ, đặc biệt là với người yêu cũ, phạt 300 ngàn. Phản hồi cọc lóc, tức là em hỏi hôm nay anh có khỏe không, nó khỏe á, cọc lóc á là phạt 50 ngàn. Không rõ ràng, nói xạo, nghỉ chơi vô thời hạn là khỏi phạt luôn. Khỏi phạt luôn. Lưu ý, tiền phạt sẽ sung vào công quỹ và được công khai sử dụng và ủng hộ chương trình từ thiện. Cái này được, có gì liên lạc hay với anh. Hay à. Không có xài tiền này mà tiền sung vô công quỹ làm từ thiện. Yêu cầu người tham gia thực hiện tốt, nghiêm chỉnh, chấp hành, đóng mộc, ký tên. Hay, được, đồng ý. Em đồng ý không? Dạ, em thấy hay đó. Cái này rồi. Chắc có vốn nhiều rồi nha. Bắt đầu đi các bạn. Lần tiên gặp anh á, em thấy anh đạt được bao nhiêu phần trăm của yêu cầu của em? Chắc cũng được hơn 50. Vì em thấy không hút thuốc là cái ưu chí đầu tiên của em. Theo em á thì một tuần á, nếu mà mình có thể hẹn đi chơi được bao nhiêu lần? Thường thì công việc của em nó cũng hành chính. Vì em cũng chưa kiểu đi hẹn hò kiểu nhiều, nên là em cũng biết tùy cơ ứng biến. Ngày nào cũng gặp, đi làm về là thấy anh ở trước cửa rồi. Em có thích nấu ăn không? Em nấu ăn được. Em nấu ăn được không? Nói chung anh cũng thích làm công việc nhà lắm. Giặt giũ hay là gì là anh cũng thích làm mấy cái việc đó. Em thấy anh nói giới thiệu có nhiều cái điểm chung. Rồi này nội quy gì nữa đây? À cái này hả? À. Cái này là bài hát. À, bài hát. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà hôm nay em cũng tặng cho mọi người một bài do em sáng tác. Bài thơ được mang tên là Xin đừng hỏi tựa. Mà bài thơ hay là bài hát? Bài thơ. Bài thơ. Rồi, mời em đọc bài thơ. 3 năm biền biệt tin, vào chiều chang chang nắng. Một tin xa đưa tới, bạn có muốn hẹn hò? Chẳng biết cười hay vui, vì em đây chớ mế.
Đồng nghiệp liền thấy thế, bay qua hỏi từng người. Em vì ngài không nói, lén giấu mình gặp riêng. Bình tĩnh rồi tự nhiên, cuối cùng được lên sóng. Gặp chị Tường Anh Linh, bạn kia và ekip, người thân cùng khán giả. Em thêm đỡ rùng mình, lên HTV7. Cả nước biết em FA luôn rồi. Hàng xóm sẽ không tha, tra em từng chi tiết. Không biết đời nở hoa, hay em thêm bế tắc. Nhưng vũ trụ xây đắp, em cứ việc an bài. Và cái bài thơ này là nó xuất thân từ là sau 3 năm em gửi cho chương trình mà giờ em mới được gọi á. Sao em mới phọt thành thơ luôn em. 3 năm quý vị thấy chưa? Rất nhiều người đăng ký tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò, nhưng chúng tôi phải lựa chọn cái người cho đúng với cái người mà các bạn yêu cầu. Cho nên nhiều khi có nhiều người hên á, mới 3 tháng được kêu lên, mà có người không hên á, 3 năm mới được lên. Nhưng mà trước sau gì cũng được lên đây ngồi và có cơ hội gặp gỡ cái đối tượng của mình. Rồi tiếp tục đi hai bạn. Bây giờ bạn nữ là chưa có kinh nghiệm trong tình yêu nhiều, cho nên bạn trai phải cố gắng chủ động một chút xíu. Thôi bây giờ mình quan niệm về con cái thôi các bạn. Theo em á, em thích con trai con gái hơn. Thường thì em vì em bị FA đó, xong rồi mọi người kêu em là chuẩn bị hết tất cả đi. Ví dụ như là chụp hình ở đâu hay là đẻ con là tên gì thì em cũng có chuẩn bị thiệt. Thì em có, em thích sinh đôi, nhưng mà tên thì em đã đặt sẵn rồi. Con trai tên gì, con gái tên gì? Thường thì con trai em thích là Tâm Nguyên. Em thích tên có chữ Nguyên. Thôi con trai Đức Nguyên, còn con gái Tâm Nguyên đi. Được còn, không em? Còn theo em thì được không? Dạ được á chị. Em họ gì? Dạ em họ Đào. Họ gì? Họ Đào á chị. Đào Tâm Nguyên, Đào Đức Nguyên, hay lắm nha em. Tiến lên, tiến lên. Chúng ta hãy kết hợp để mà sanh con, để đặt tên cho đẹp đi em. Nắm tay. Ôi tao lạnh. Tay lạnh quá hả? Nắm tay đi em. Nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nhìn cổ. Chắc là mình gặp nhau ở đây rồi thì anh nghĩ là mình cũng có một cái duyên rồi đó. Nên hy vọng là nếu có thể thì mình cho nhau một cơ hội để mà có thể tìm hiểu kỹ hơn. Rồi, chúng ta trở về vị trí các bạn. Tới giờ phút quan trọng. Anh nghĩ rằng bao nhiêu đó chúng ta cũng đủ để kiểm soát về nhau, đủ hiểu nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Nào, hãy nắm tay nhau. Đây là một cặp đôi rất là chín chắn đấy. Tôi nghĩ rằng họ đủ suy nghĩ để quyết định một cái điều gì đó quan trọng cho cả cuộc đời. Và bắt đầu từ bây giờ, cái bản thỏa thuận tìm hiểu này có giá trị ngay lập tức. Mỗi ngày không hôn nhau trừ 1 triệu. À, quá ghê quá. Ngày hôm nay bắt đầu. Rồi mình giới thiệu về bản thân mình luôn đi chị ha, thông tin của mặt nè. Xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Thị Kiều Trinh, sinh năm 1981, mình sinh sống tại Tây Ninh và làm việc tại Tây Ninh, mình buôn bán hàng online. Ừ, mình bán gì chị? Quần áo cưng. À, bán online quần áo nữ hả chị? Nam. À, ở Tây Ninh bán quần áo online nam. Rồi chị chia sẻ điểm mạnh của mình đi chị. Điểm mạnh của chị hả? Điểm mạnh của chị thì chắc là buôn bán. Điểm yếu thì chị hơi bị thiệt á, với thiệt tình, với nói chung là giờ không biết sao để nói chung là chị không có biết đi rượu hay là đi chơi đêm gì hết. Chỉ làm và làm thôi, ít có đi chơi lắm. Điểm mạnh của chị chứ, chị chắc có nhiều đó thôi chứ. Chị hồi hộp quá, chị cũng không nói nào được. Trước giờ là hả? Ủa, chị ơi, chị có nghe em nói rõ không chị? Nghe em nhưng mà hơi nhỏ em. Chị ơi, chị rất tự nhiên là chị chia sẻ với các bạn mình đang casting để mình chọn bạn lên ở trên truyền hình á. Cho nên là mình cũng cố gắng mình chia sẻ về bản thân mình. Rồi ví dụ như bây giờ lý do tại sao mà chị
chị đăng ký chưa kìa? Là có ai đăng ký vậy? Ờ chị đăng ký từng rồi. Chị đăng ký lâu lắm rồi đó nha, mấy năm rồi đó. Quay rồi đi. Chị dạ. Chị chọn năm đó là không có người yêu gì luôn. Ờ nói chung là cũng có quen nhưng mà thời gian ngắn, một tháng, hai tháng theo mọi thôi, mình dừng lại đi chứ để mình tiếp tục nữa thì nó làm thời mất thời gian cho cả hai. Nếu theo họ thì dừng lại đi. Chị chờ đợi chương trình. Nói chung cái người như thế nào mà chị thấy học họ quá đơn. Tại vì những cái mẫu người chị tìm á là phải lớn tuổi hơn chị, nghề nghiệp phải, sự nghiệp phải ổn định. Nhưng mà những bạn mà muốn quen chị ở tòa thì có tuổi không à, cho nên là chị không có thấy không có thích. Chị nhỏ dữ lắm không? Nhỏ, nhỏ nhiều quen em. Chị không biết sao mà nhìn chị sao mà toàn là nhỏ hơn chị 7-8 tuổi, bố ai ít nhất là cũng 3 tuổi, còn nhiều 7-8 tuổi cũng được các con giáo luôn á cưng. Cho nên là chị nhưng mà cái mặt người ta già không? Nhiều khi chị trẻ quá. Những người đó thì có người tuy là người ta nhỏ hơn chị tới 8-9 tuổi luôn nhưng mà nhìn người ta chững chạc. Đó, nhưng mà có người lại nhìn, nói chung là những người mà quen chị mà nhỏ tuổi hơn nhưng mà nhìn vô không ai biết là chị bằng chị nhỏ lớn tuổi hơn hết á. Thế lại nào? Cho nên là người ta, nhưng mà chị thì chị lại không thích như vậy. Chị thì lớn tuổi hơn chị mà phải mập nữa, mà phải cao cao xíu, cao khoảng 1m7 đổ lên, mặt khoảng, nói chung là phải mập, bụng bự, chị thích vậy, chị không có sống không biết. À, thích ngoại hình vậy rồi làm tài xế được không chị? Không thích đâu, không thích làm tài xế, nó sự nghiệp ổn định là được. Nhưng mà sao chị không thích tài xế gì bảo vệ? Thằng đó sao chị không thích hỏng? Chứ ổn chị làm sao? Ý người muốn người ta là giám đốc hay trưởng phòng hay như thế nào chứ? À, nói chung là kinh doanh, giống chị cũng được. Để cho ta rét hay gì? Kinh doanh giống chị cũng được chứ cũng không cần phải vậy. Sao nghe không rõ ta? Ví dụ như người ta bán trái cây đồ đó là cũng kinh doanh đó, được không chị? Bán bánh tráng trộn đồ được không? Nói chung là kinh doanh mà phải ổn định như chị vậy thì được. Còn mà không ổn định như chị là chị không thích. Nói chung là phải ổn định như chị, vì chị kinh doanh này cả là năm nay nữa là năm thứ 11 rồi. Cho nên là thành như chị. Còn mà bắt lên lại có nhiều, bây giờ kinh doanh rất là nói chung là mình phải tính toán dữ lắm. Nếu mà mình không tính toán là mình sẽ không làm được lâu dài. Cho nên là các bạn đó phải có một ý chí rất là mạnh và hơn nữa phải có sự cầu tiến. Chứ mà nói kinh doanh thì ai làm cũng được, nhưng mà ra vài bữa rồi thì sự chẳng nghỉ thôi. Chỉ là cần sự có sự cầu tiến và kiên trì và phải thật sự đam mê thì mình mới làm được. Nhiều người thấy bán đồ, thấy bán được quá cái cũng đi bán vài bữa rồi cũng nghỉ. Cho nên là chị cần cái bạn đó có sự kiên trì. Dạ, nói chung là phải có ý chí. Chứ là thấy người ta làm công chức nào mà làm vài bữa cũng không được đâu. Nãy giờ em nói thật, còn là một ngoại hình mà phải đang có tái ổn định đó, phải không? Nghề là cũng không thích tài xế thì phải ổn định là được rồi. Nói chung chị là các bạn bán. Nếu như mà các bạn đã làm tài xế á, nhưng mà sáng đi chiều về thì có thể được. Nhưng mà chị sợ là những bạn làm tài xế á, mà đi qua đi hay là đi cắm mấy bữa mấy ngày thì chị cũng thích. Nhưng sáng đi chiều về thì có thể được, nhưng mà phải ổn định nha. Chứ mà bắt bên làm ngày này ngày kia vài bữa là chị cũng thích. Tại vì không, chị thích có cái sự nghiệp ổn định thì cái tuổi này rồi thì chị thích có sự nghiệp ổn định hơn em. Sự nghiệp ổn định là giờ... người ta tìm bạn gái. Ơi, người ta có thể là chặt chả vừa qua người ta đang mất trắng thì người ta mới gọi là làm lại từ đầu. Chứ còn chị thấy nếu mà đàn ông tuổi chị đi phong độ đỉnh đạt như vậy thì có cần phải đi tìm người yêu không, đúng không? Chị không cần phong độ đẹp có mà chị không cần phong độ để mà chị biết là khi lên đây mình chọn thì người ta cũng chọn chị là Kiều Trinh, đúng không chị? Dạ. Vậy là bây giờ chị coi như là cũng 41-42 gì rồi nè, đúng không? Đúng rồi, bao nhiêu ba chín chưa? Đó, thì ý em nói là tìm mấy người đó vậy thì nếu mà đó ly dị đang nuôi con được không? Ly dị như là được, ly dị như chị càng tốt. Tại vì người ta sẽ hiểu hơn cuộc sống của vợ chồng hơn, còn mà độc thân như từng làm giờ cũng chị. Như nuôi con hả? Nuôi con người thì... Người ta ly dị rồi nhưng mà người ta muốn là chị sinh con nữa.
Ừ, chắc cái tuổi này thì chị cũng chia sẻ thật lòng với em là hiện tại thì chị không muốn sanh bé nữa. Tại vì cái tuổi này mà sanh bé nữa thì nó cái thứ nhất rất là khó, nó không phải như rất là khó. Cái thứ hai là bé nó không được thông minh. Để thường là sanh em bé là phải dưới 30 thì em bé nó sẽ thông minh hơn. Nó chắc em cũng là phụ nữ nha, em cũng hiểu điều đó. Nhưng mà cái tuổi của chị bây giờ thì nó sanh đẻ nữa thì không, cái này em người đàn ông đi kiếm vợ nhưng người ta muốn vậy thì em đang thương lượng với chị thôi chứ còn em hỏi được ảnh là người đàn có chị không? Dạ vậy thì em đang thương lượng với chị không chị mới được chị thì em làm dạ em nó đồng ý sống chị rồi bây giờ nói chung là chị không muốn sanh bé nữa đi nó đồng ý sao trước thì là mình nói như vậy nhưng mà xong như bây giờ ha, chị cứ chốt với em là chị không muốn sanh là được, để em đi thương lượng. Tại vì cái yêu cầu của người con không giống như chị yêu cầu phải cao bao nhiêu đó hay là phải bụng bự hay là như nào thì em cũng phải tìm người con người không phải đó. Chị biết là chị cái đó ai cũng hiểu rồi, còn phải cao bao nhiêu đó hay là như thế chị biết không, giúp nó em cải thiện nó chị nó phân tích tiền cho mình hiểu chưa rồi không được rồi chị ơi, ok chị ha, có thông tin chương trình em bảo cho chị biết nha. Rồi em chào chị ạ. Được rồi chị. Dạ rồi chị bấm nút đỡ thái phục cuộc gọi giùm em nha, em cảm ơn ạ. Rồi bấm nút đỡ thoát khỏi cuộc gọi giùm em nha. Rồi chị ơi, chị đang đi xe hả? Chị đang đúng đi rồi. Xe. À dạ rồi, vậy thì là mình sẽ cắt nhanh thôi ha. À, bây giờ là mình sẽ bắt rồi, không, mình ngồi xong. Dạ rồi, chị giới thiệu về bản thân mình giúp em trước đi chị. Tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha? Rồi, mình là Trần Thị Ngọc Hương, sinh năm 1983. Mình là Trần giáo viên hiện tại đang dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh, trung học phổ thông. Dạ rồi, quê của mình là ở đâu chị? Mình nguyên quán là Hàng Buồm, Hà Nội, hiện đang sinh sống tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Mình là chị dạy ở Gia Lai luôn hả? Đúng rồi, ở huyện Chư Prông á. Ủa là chị? Là chị gì chị? Hôm nay mình có chuyến công tác đi lên Đà Lạt đó. Dạ rồi. Chị vậy là cái chuyến giáo dục quốc phòng á hả chị, phải không? Đúng rồi, môn giáo dục quốc phòng á, giáo dục quốc phòng an ninh á. Dạ rồi. Cái của mình giáo dục quốc phòng hả chị, phải không? Đúng rồi chị. Dạ rồi, trước giờ chuyện tình cảm, chuyện cạn hôn nhân gia đình trước đây của mình á. Ai đi cứ bị rụt rè mà nghe không rõ. Nghe không rõ. Hôn nhân gia đình trước đây mình đã có một lần rồi đó. Là mình có con này kia chưa, chị chia sẻ với em ha. Rồi có một bé gái 6 tuổi đang học lớp 1. Là ở chung với chị luôn hay sao chị? Đúng rồi. Là cái lý do vì sao mình ly hôn? Vì không hợp nhau, nói chung là không có tình cảm á, tình cảm nó không có tốt đẹp á, thì thôi đường ai nấy đi. Cũng rất là văn minh và vui vẻ. Dạ rồi, nhưng mà là chị kết hôn năm bao nhiêu và mình ở bao lâu thì mình ly hôn vậy? Hôm 24 thì ly thân được 25, 26, 27, 27 thì ly thân. Đến 28 ly thân, đến 29, 20, đến 21 năm ngoái là mình làm xong hôn rồi, ly hôn xong rồi. Mất là ly hôn. Dạ rồi, vậy thì là cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì hả chị Hương? Điểm mạnh hả? Mình bạn ở bên đó bị rụt rè á. Ở gì không ạ? Được mà.
mình không có thích bên cái nghiệp nghiệp tại nghiệp tận là chính hoặc là nghiệp nghiệp tuổi tác không gì thích bên chính trị thì càng tốt, càng tốt thành phố Pleiku thì tốt hơn, bởi vì công việc của mình ở đây ổn định á. Là chỉ ở khu vực trên đó thôi hoặc là xa hơn thì kia ở đâu có được không? Xa hơn thì không biết là bởi vì công việc của mình ở đây ổn định nè, cho nên là bây giờ mình sợ nó khó á. Yeah. Thì không biết mà nếu mà xa hơn thì không biết có sắp xếp được hay không á. Thì cái đó thì để ví dụ như cũng không phải nhất nhưng mà nếu mà thuận lợi thì vẫn có thể. Mà hiện tại công việc rồi ba mẹ con cái ở đây á. À dạ rồi. Ok chị còn mong muốn gì về mẫu bạn trai đúng không nè? Là ngoại hình khá á, chung là nhìn rồi tôi nhìn ha. Vô lại tên. Tôi nhìn dạ rồi. Nói chung là dí dỏm thông minh tí. Dí dỏm thông minh. Rồi. Còn gì nữa không chị ơi? Cao một chút ha. Trên 1m65 được. Cao 1m65 dạ rồi. Trở lên. Dạ rồi, ok chị. Còn gì nữa chị ha? Nói chung là cũng phải có thu nhập tí. Dạ rồi, ok chị Hương. Thì đó là những cái thông tin cơ bản thôi. Nếu mà có cái người phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo lại cho mình biết thôi chị ha. Và mình sẽ làm nội dung kỹ hơn, nhiều hơn nha. Dạ rồi ạ. Dạ rồi, em chào chị ạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, chào chị. Dạ, rớt mạng thì chị ơi. Giờ mạng không được hả? Thêm người tiếp theo thôi. Ủa? Em bị giam rồi. Mấy chị ơi, bên đây mạng bị lag á. Mấy chị rồi cuộc gọi em gọi lại cho mình nha.